Hello, hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Búp về đâu? Đưa lộn tay rồi. Hello. Hôm nay các bạn có biết là ngày gì không? Hôm nay là ngày 8 tháng 3 nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi mua quà để tặng cho chị mình. Ok. Đây là những thứ không thể thiếu khi ra ngoài vào mùa dịch, đó là khẩu trang. Đeo vô. Còn một thứ không thể thiếu đối với mình khi đi đường, đó là mắt kính. Không thấy được, không chạy được. Đây là cái máy găm của mình ạ. Mình chưa có mua được cái máy găm. Nhìn nó hơi cùi mí một chút. Ok, let's go. Ok, thì thôi. Thì như mọi người cũng biết, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày dành cho phụ nữ. Và vào những ngày này thì những người đàn ông của gia đình sẽ mua những cái món quà hoặc là làm một cái điều gì đó ý nghĩa để dành tặng cho người phụ nữ của mình. Thì phận chúng ta làm con thì mình nghĩ là vào những cái ngày, những cái dịp như thế này thì chúng ta nên dành những cái món quà nào đó nhỏ thôi, không cần là phải to lớn gì, nhỏ thôi, dành tặng cho mẹ của chúng ta. Và những cái ngày này thì mình nghĩ là chắc chắn các bạn sẽ không thể nào thiếu quà cho người yêu của bạn được. Nó có rất là nhiều lý do, nếu như không tặng quà thì sẽ bị giỏi, vân 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 vân. Hoặc là người yêu của bạn sẽ không vui. Nó dẫn đến cái việc là các bạn vào những cái dịp lễ nào là Valentine, sinh nhật 8 tháng 3, rồi ngày hạnh phúc, vân vân, là các bạn đều phải tặng quà cho người yêu. Có bao giờ các bạn quên đi là các bạn phải dành những cái điều đặc biệt quan trọng đó cho đấng sinh thành của bạn, là mẹ của các bạn hay không? Thì có rất là nhiều bạn nam, mình thấy các bạn hay làm clip, các bạn nói là một năm có rất là nhiều ngày của con gái, của phụ nữ. Nào là Valentine này, nào là 8 tháng 3 này, nào là sinh nhật này, bla bla bla. Ngày nào cũng là ngày của phụ nữ hết. Thì như vậy có bất công với các bạn nam hay không? Thì theo mình là không bất công với các bạn. Phụ nữ người ta sinh ra người ta đã là phái yếu rồi ha. Các bạn nam có bao giờ các bạn làm được cái việc là các bạn đẻ con không? Có bao giờ các bạn nghĩ là các bạn có thể mang nặng đẻ đau hay không? Cái việc đẻ con, cái việc sinh con đó là một cái việc nó rất là thiêng liêng mà chỉ có phụ nữ mới làm được. Phụ nữ sinh ra người ta đã là phái yếu rồi đúng không? Thì phận chúng ta là nam nhi thì chúng ta phải bảo vệ, bảo bọc, chăm sóc, chăm nên chứ. Tại sao lại phân biệt như vậy đúng không mọi người? Đây là đường ở nhà mình. Nãy giờ mình chạy xíu là đã tới chợ rồi nè. Hôm nay mình định là sẽ mua tặng cho mẹ mình một cái chậu hoa nào đấy. Mẹ mình rất là thích trồng hoa. Nếu như các bạn xem cái video của mình thì các bạn sẽ để ý ở nhà của mình là có rất là nhiều hoa. Đó là một tay mẹ mình trồng và chăm sóc. À còn ba mình nữa, ba mình là có con tưới. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái tiệm hoa kiển nào đó, mình sẽ mua hoa để tặng cho mẹ. Ôi người ta hết bán rồi. Đây thường khi là ở đây sẽ có một cái chỗ bán hoa kiển, nhưng mà bây giờ hết rồi, em phải đi tiếp. Mình tặng cho mẹ mình chậu sen này thì mẹ mình sẽ có những cái cảm xúc như thế nào? Em hôm nay vui vẻ nha. Mẹ thích sen không? Sen mà sen bông gì? Bông gì màu đỏ, màu hồng gì á? Màu hồng, màu đỏ, màu hồng gì á? Màu hồng. Mà tại vì nó hết cái là nó còn vậy thôi. Nẻo cho mẹ nó đang cái lá mới nè. Cái này cắt cái ngang nó này.
Chỗ núi Dù Trọng đó là ra bông quanh năm á, chứ không có theo mùa. Bạn thấy đó, người ta bán cho mình là chỉ có cái chậu nhỏ xíu vậy thôi. Bây giờ mình sẽ trồng nó vô cái chậu này, cho mẹ của mình trồng vô chậu bự cho nó phát triển. Bây giờ thì mình sẽ đi bới thêm bùn á, để cho nó sống tốt hơn. Let's go. Chú qua bà lấy giùm con đi. Để bà mình lấy giùm mình nha mọi người. Ok. Đây là mấy cái cây thanh long, có rất là nhiều gai. Nên chúng ta phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Cẩn thôi nó đâm vô thì nó hành nhất cả tháng. Các bạn xem cái kỹ thuật đi của mình nè. Hey. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình từ nãy đến giờ. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.